chú Lý ba tôi mất hơn 2 tháng rồi sao chú không dọn về quê đi dạ cô Trinh à lẽ ra tôi tới đây á, là để phụng dưỡng cho ông chủ ông chủ mất rồi á, thì tôi phải uh, dọn về quê nhưng mà con cái là tôi thấy uh, cô Trinh á lâu lâu mới về nước một lần cho nên là uh, gần đây là cô cũng hay đi thăm bà con chỗ này chỗ kia mà cái bàn thờ của người mới mất á để khối hương lạnh lẽo như vậy thì không nên cho con cháu cho nên tôi mới nán ở lại để mà thắp phương cho ông chủ đó cô Trinh nhưng mà cô nói là tôi biết rồi ý là cô muốn hỏi là tiền bạc cái gì không sao đâu cô Trinh tôi không có xin tiền công của hai tháng này đâu tại vì tôi sống với ông chủ cũng có nghĩa của tình cho nên là tôi muốn quyến liến chút vậy thôi nhưng mà tôi cũng nó không ngại nói ra với chú là tôi định bán căn nhà này trước khi tôi về bên mỹ ai à, dạ, à dạ, dạ vậy thì uh, sẵn đây uh, tôi cũng xin phép uh, cô Trinh uh, tôi lên để uh, thắp um, một nén hương để uh, tạm biệt um, ông chủ uh, tôi về quê luôn nha uh, cô Trinh dạ yeah. hai 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 hồi sáng anh thấy làm gì chú Lý đi đâu mà tay xách nách mang dữ vậy hai à, chú Lý về quê đó em Ủa sao chú Lý về quê? Bộ này đuổi chú Lý hả? chị hai đâu có đuổi chú Lý đâu? Vậy sao chú Lý đi? À, thì trước đây chị em mình thuê chú lý về để chăm sóc cho ba mình giờ ba mình mất không còn nữa thì chú lý về quê cũng là bình thường có gì đâu em trời ơi hai ơi chú lý ở đây chăm sóc cho ba mình hơn 10 năm nay rồi mà giờ hai đuổi chú lý đi về nhà đâu chú lý ở cái chuyện đó là cái chuyện của chú lý chẳng lẽ là chị em mình phải lo cho chú lý hoài hay sao ha hơn nữa chị định sang căn nhà này trước khi chị về bên mỹ Tại vì vậy, vợ chồng em cũng đầy đủ cơ ngơi rồi Trời ơi không có được đâu Hai ơi hai không được có bắn căn nhà này đâu Tại vì sao Trời ơi căn nhà này của chú Lý đó Qua wow. Em có bị điên không vậy Đất này là đất của ba Còn nhà thì chị gửi tiền về cất Vậy tại sao là nhà của chú Lý được chứ hả Trời ơi Em không biết giải thích làm sao Chứ hai hiểu đây nữa Cái chuyện đó là như vậy nè dạ ông, ông chủ đi sớm mà mới về ờ hả? à ông chủ tôi có uh, nấu nước cho mình thủy rồi nếu chừng nào mà ông chủ uh, có muốn uh, tắm rửa thì nói tôi tôi um, uh, pha cho nghe được được để đó tôi chú dạ chú lý à dạ chú đừng cai, chú ngồi lên đây đi tôi uh, bàn cái này với chú chút rồi dạ dạ có gì ông chủ cứ nói chú ngồi đi dạ dạ được ông chủ cứ nói chú ngồi đi tôi với chú như là người trong nhà bầu bạn hồi đó tới giờ mà dạ xin phép ông chủ ừ chú biết hồi sáng tới giờ tôi đi đâu không dạ không biết ông chủ tôi không dám hỏi tôi đi làm cái di chúc để dạ. rồi chuyển cái quyền thừa kế cái ngôi nhà này dạ vậy à. à mà chú biết tôi chuyển cho ai không dạ không biết tôi chuyển cái quyền sử dụng cho chú đó hả à, à, không 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 được đâu, ông chủ ơi thưa với ông chủ đành rằng á à tôi về đây sống với ông chủ cũng gần 10 năm rồi ha nhưng mà tháng nào ông chủ cũng trả tiền tôi đầy đủ ha. năm nào cũng có gửi tiền bồi dưỡng tôi thì đâu có cái cớ gì mà tôi phải nhận một món quà quá quý báu gì không được đâu ông chủ là như vậy nha chú lý dạ. mỗi tháng tôi đều trả công cho chú mà mỗi tháng trả lương là trả công dạ dạ nhưng mà còn cái ơn cứu tử của chú đối với tôi nè là sao chú nhớ mấy năm rồi không mấy năm trước đây tôi có một lần là tôi đi ra bờ sông rồi tôi bị một cơn chóng mặt dạ 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 tôi té xuống nước rồi dòng nước nó cuốn tôi dạ tôi bị giọt bẻ tôi không trèo lên nổi chú không ngại nguy hiểm chú liều tham xuống chú cứu tôi chú lý à người sống hơn đóng vàng nha chú thường chủ tôi biết vậy nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà trong hoàn cảnh đó ai thấy thì cũng như tôi thôi à, Dạ lại, mình đó là cùng ở chung một nhà mà, thì đâu có bỏ được đó, ông chủ, tôi không dám nhận đâu ông chủ à Còn nữa, dạ còn nếu không có chú á, cả 10 năm nay, chú sống hữu hỷ với tôi, làm sao tôi sống vui, sống khỏe tới ngày nay Dạ, điều đó tôi biết chú nhưng mà phải không? Dạ, món quà này lớn quá, tôi không nhận đâu ông chủ, thưa ông chủ tôi đi làm Tôi hỏi chú nè giờ này chú còn nghe tôi hay không dạ dạ hồi đó giờ thì tôi đâu có dám cãi một lời nào của ông chủ đâu à nếu chú nghe tôi á dạ là chú phải nhận cái này dạ dạ không không tên đề dấu đóng hẳn hồi rồi không có thay đổi được đâu dạ dạ chú nhận đi dạ vậy cảm dạ, ơn tôi ông tôi chủ vui đó nếu như vậy á thì tại sao lúc sáng này nè chú lý không không đem cái tờ như chú có ra đây đối chiếu chị mà dành lấy lại căn nhà này đi thì tại vì chú lý không có muốn nhận cái căn nhà này chú lý chỉ nhận cái tờ giấy chúc để cho ba mình vui thôi em cho chị biết nha là mấy năm nay cái tờ giấy chúc đó là chú lý gửi bên nhà em kìa qua wow. em biết quê của chú lý ở đâu không vậy biết sao không biết nếu như vậy thì chiều em chở chị đến đó đi chị định làm gì chú lý nữa Em cho chị biết nha, chú Lý là không bao giờ muốn đến đây để tranh chấp giành giật gì với cái căn nhà này chị đâu, chị đừng có sợ. Qua. Wow. Chị muốn đến đó để tìm chú Lý về đây để chị em mình làm tròn tâm huyết của ba mình lúc còn sống đó qua. Chị nói thiệt không? Chị nói thiệt mà. Chị nói thiệt ha? chị nói thiệt. Rồi giờ để chiều em chở cho chị đi.